Chào anh chị các bạn, trở lại với chân đồng xe hơi. Hôm nay thì bên em cũng chuẩn bị bàn giao cái Forerunner XLS bản một cầu số động như này. Xe này thì khách làm cũng rất là đầy đủ cái đồ chi tiết phụ kiện và đã hoàn thành đăng ký đăng kiểm xong rồi nhá. Thì thời điểm này các bác làm đăng ký đăng kiểm cũng dễ chịu rất là nhiều rồi. Đấy, thì giới thiệu các bác thì bản này là bản bán chạy nhất bên em rồi. Chắc nhiều anh chị cũng đã xem từ lâu. Đấy. Xe thì đây, anh khách này cũng rất là tâm huyết với chiếc xe này. Đấy, mình nhìn qua thấy là trang thiết bị nội thất, ngoại thất cũng đã được trang bị rất là nhiều. Bản này là bản một cầu số tự động 688 triệu. Hiện nay thì do chương trình quy định của hãng chào giá thì bên em cũng không trao đổi trực tiếp qua video được. Rất mong là anh chị có nhu cầu tìm hiểu thì chủ động vui lòng liên hệ qua bên em để bên em gửi được cái báo giá cho mình nhé. Thời điểm này thì vẫn có giảm giá tiền mặt cũng như là tặng kèm phụ kiện bảo hiểm. Thế chi tiết thì em cũng không được nêu trong video như này, mình alo giúp em. Lăn bánh đâu đó hơn 700, còn nếu mà đầy đủ và đẹp đẽ như này thì chắc chắn là hơn 700 triệu cho chiếc xe như này rồi. 688 triệu, đúng không ạ? Các bác ở Hà Nội là thuế 72%, ở tỉnh địa phương là 6%. Sơ qua về chiếc xe này, đây thì về cơ bản với mua phiên bản vừa tiền thì trang bị đèn vẫn là đèn halogen đấy nhé. Tuy nhiên chúng ta có cả đèn sương mù. Đấy, bản XL thì bản duy nhất không có đèn sương mù thôi, không có cam 360 hay là cảm biến trước sau với phiên bản như này. Tuy nhiên thì phiên bản này đã được cải thiện là có cam lùi rồi. Bác này bác ấy làm thêm một bộ vè che mưa. Đây mình có thể thấy ốp cua lốp thì thiết kế này thì gần như chúng ta cũng không cần lắp thêm. Và cái ốp này thì là ốp zin theo xe nhé. Đấy. Bác này lắp một cái lắp thùng cao không đèn. Loại này thì cũng có rất là nhiều loại trên thị trường, nhưng mà nếu mà trong hãng hay là chất liệu đẹp thì giá dao động vào khoảng hơn 20 triệu. Nếu mà thùng cao có đèn các bác cộng giúp em khoảng 2-3 triệu tùy từng loại nhé. Đấy, bản này thì đây camera lùi có sẵn rồi. Lót thùng cao su thì thường là sẽ có trong gói quà tặng. Xe này thì bên em tặng đầy đủ dàn phim cách nhiệt, trải sàn da. Đó, các hành trình thì tất nhiên là Xiaomi 70 Mi quốc dân rồi. Xe này thì bọn em ba ngày xưa lắp nhá. Đấy, nước hoa cũng được tặng này. Mình có một bọc vô lăng này, thể thao này, trải sàn da này. Nguyên bản của xe ấy thì sẽ là ghế nỉ. Tuy nhiên thì đây là bộ da ghế da theo phong cách quai trách chỉ cam. Đấy, mình có thể thấy ạ. Và một bộ gối. Đấy. Một chiếc xe nó đầy đủ như này thì tất nhiên là để hoàn thiện thì nó sẽ mất khoảng hơn 700 triệu. Bác lưu ý giúp em. Đây, khóa thùng đây. Còn thời điểm này mua xe này thì thật sự giá cũng rất là mềm rồi. Mình đây ạ, đây là bản một cầu số tự động nhé. Đấy, em mình hỏi các bác cam lùi này. Hoàn thiện lăn bánh xe này thì chúng ta mất đâu đó vào khoảng 41 triệu 280 nghìn tiền thuế. Đúng không ạ? Đăng kiểm cho xe mới thì giờ mình không phải mất khám xe, nhưng mà vẫn mất khoảng 100 nghìn tiền in đăng kiểm này. 1 triệu 560 nghìn, 2 triệu 180 nghìn tiền phí đường bộ, 180 nghìn một tháng, đúng không ạ? Và đâu đó vào khoảng vài triệu tiền đăng ký đăng kiểm phát sinh tùy khu vực.
hơn 700 triệu cho mẫu xe bán tải một cầu số động. Đấy, xe này thì trang bị đầy đủ tính năng option rồi, phụ kiện lắp thêm. Đấy, mình có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp giúp bên em nhé. Cấu hình thì một cầu thôi, có đầy đủ các chế độ lái. Anh chị có nhu cầu thì alo trực tiếp giúp em. Thì ở thời điểm này không được chào giảm giá trực tiếp cũng rất là khó để bên em có thể tư vấn và đưa ra cái giá chính xác được. Giá những cái xe Ford thì luôn thay đổi theo thời điểm. Rất mong là mình thông cảm và thiện chí thì alo giúp bên em nhé.